Bồ đề tâm là gì? Chân tâm, chân thành tột bậc. Chúng ta học Phật phải dùng cái tâm chân thành, xử sự đãi người tiếp vật cũng đều phải dùng cái tâm chân thành. Trong xã hội này có rất nhiều người có những điều kiêng dè. Sự kiêng dè ấy là vọng tưởng phân biệt. Ta dùng tâm chân thành đối với người khác, vậy là ta bị thua thiệt. Kẻ khác đều dối gạt ta, làm sao ta có thể dùng chân tâm đối đãi kẻ khác? Sai lầm to lớn quá đỗi. Nếu quý vị dùng cái tâm chân thành để đãi người tiếp vật, chắc chắn chẳng bị thua thiệt. Trước mắt có thể chịu thua thiệt đôi chút, nhưng mai sau sẽ đạt được đại tiện nghi, quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, chẳng sợ bị người khác lừa, chẳng sợ bị lừa. Bị người ta lừa gạt, bị gạt gẫm, đúng là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, vô lượng vô biên trí huệ và phước đức tự nhiên hiện tiền. Hiện thời bị lừa gạt có đáng sợ chi? Mai sau sẽ có những điều tốt đẹp to tát, được lợi ích to lớn, phước báo to tát. Đó là công đức chân thật. Thông thường người thế gian chỉ thấy chuyện trước mắt, sơ sót chuyện tương lai. Đó là tầm nhìn hẹp hòi, nông cạn, chẳng biết tu phước. Thưa cùng quý vị đồng tu, đối với phước báo thật sự thì lúc tuổi già hưởng phước sẽ là có phước thật sự. Hiện thời quý vị trẻ tuổi hưởng hết sạch phước báo, lúc tuổi già nghèo túng, lúc xế bóng chịu khổ, đó mới là thật sự khổ sở. Lúc tuổi già chẳng có thể lực, khổ nạn xảy đến, hứng chịu không nổi. Tuổi trẻ chịu khổ đôi chút, thấm vào đâu? Có thể lực, có tinh thần sẽ có thể chịu đựng được. Vì vậy, có phước báo đừng hưởng thuở trẻ tuổi, hãy dành lại để hưởng lúc tuổi già. Có của cải thì hiện thời cũng chẳng cần. Trong mạng quý vị có của cải thì có vứt đi cũng không được. Của cải đưa đến, ta đem bố thí hết sạch, ta đều chẳng cần tới. Tuổi già sẽ có của cải đưa tới mới có thể sống thoải mái. Trong cuộc đời một người, nếu quý vị đi xem bói, thầy bói sẽ bảo quý vị, vận mạng cứ 5 năm chuyển biến một lần. Vận mạng của con người cứ 5 năm chuyển biến một lượt. Trong một đời sẽ có 5 năm tốt nhất, mà cũng có 5 năm xấu nhất. Nếu như 5 năm tốt nhất nhằm lúc tuổi trẻ, 5 năm tệ nhất nhằm lúc tuổi già, mạng đó không tốt. 5 năm tốt nhất rớt vào tuổi già, 5 năm xấu nhất nhằm lúc trẻ trung, mạng ấy tốt đẹp. Nếu vận tốt của chúng ta nhằm lúc tuổi trẻ, vận xấu nhằm thuở già cả, làm như thế nào? Người thông minh gặp lúc vận tốt bèn chẳng nhận lãnh. Chẳng nhận lãnh thì nó sẽ kéo dài đến thuở già nua, kéo dài đến mai sau. Hiện thời phát tài, ta tán tài, ta phân tán nó, căn bản là chớ thọ dụng. Đến khi tuổi già, của cải sẽ nhóm lại. Đó là có trí huệ, có tầm nhìn sâu xa, người ấy mới có thể chuyển dời vận mạng. Đó là phương pháp sửa đổi vận mạng của chính mình. Nếu quý vị thật sự tin tưởng thì sẽ có thể sửa đổi. Vận mạng do chính mình điều khiển. Quý vị phải đọc Liễu Phàm Tứ Huấn cho nhiều. Do vậy, tôi thường bảo mọi người hãy một mực đọc Liễu Phàm Tứ Huấn 300 lần. Vì sao? Chẳng đọc 300 lần, quý vị chẳng thể đọc đến mức giác ngộ được. Đọc một đôi lượt, xem xong liền quên bẵng, vẫn chẳng thể chuyển vận mạng được. Niệm tới 300 lần, ấn tượng sâu đậm, thật sự tin tưởng, biết cách làm như thế nào, xác thực là có thể sửa đổi vận mạng. Thọ mạng ngắn ngủi có thể trường thọ, nghèo hèn có thể trở thành phú quý. Trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng, do đó quý vị phải hiểu lý luận, phương pháp, đúng lý, đúng pháp mà cầu, chẳng có điều gì không đạt được. Quý vị đạt được,
không chỉ là vì trong mạng của quý vị có, mà còn là trong chân như bản tánh của quý vị vốn sẵn đủ, há có thứ gì chẳng thể đạt được? Chỉ là đúng lý, đúng pháp khai thác mà thôi. Này chúng ta khai thác, nhưng khai thác chẳng thích đáng. Nơi này có quặng vàng, quý vị biết chỗ, bèn đào bới lên. Quý vị điều chỉnh phương hướng, đến chỗ nọ khai thác, chỗ đó chẳng có quặng vàng, khai thác cách nào cũng chẳng thể được. Vì thế nói là phương hướng đã sai lầm, nơi chốn đã sai lạc, nhất định phải biết tu học phước điền chân thật như thế nào. Xử sự đãi người tiếp vật bằng cái tâm chân thành, chắc chắn chẳng bị thiệt thòi.